Tụi mày vậy là tụi nào nó lớn và rõ tụi chữ làm sao ra. Tụi mày vậy là tụi nào đứng chính còn có cơ hội để tao tha. Tụi mày vậy là tụi nào đừng có để làm trò cười như mau ca. Là tức là một cái chắc xin lỗi không là chân đầu cắn dao ha. Tụi mày vậy là tụi nào nó lớn và rõ tụi chữ làm sao ra. Tụi mày vậy là tụi nào đứng chính còn có cơ hội để tao tha. Tụi mày vậy là tụi nào đừng có để làm trò cười như mau ca. Là tức là một cái chắc xin lỗi không là chân đầu cắn dao ha. Thằng nhóc chỉ biết chơi chắc vì double em đã có bài tập. Giờ sẽ rap tao đâu có khuôn nên đâu có thể để cho mày dập. Mà sau lòng đó là bản chất nên sinh ra đời để cho thầy đập. Một lần tao tạo phong bao quét nét và tiếp cái nữa chúng chó mày ngập. Giờ nếu rap mày là dự án thì công trình hôm nay là tao. Chuyện tổ chức tao là đại dương thì đám tụi mày mới gọi là sao. Biển từ ngữ tao là pháp sư, mày không siêu thoát là do chính tao. Biến 2016 tụi mày đã chết chính tay, thầy mày đã treo biển. Cáo phó vì láo chó, cả đám đập đá quá liều không hẳn đi được cái độ ngu dốt. Giờ định tụi tao được gọi là ngáo đó. Mày thở còn đéo ra hơi mà rang hát vỗ ngực trình bao to. Mày kéo hết mấy thằng thầy mày bước ra đây hôm nay để tao lo. Biết ai có trình không đã chích mẹ mày chứ làm sao. Không có mấy thằng thầy chỉ biết gõ phím nhóc ác như mày làm sao. Ngon mày nói nó làm công nhân, còn việc mày làm cũng chỉ là lao con. Nó không thèm chắc mày đâu vì nó biết bản tính của mày là bao con. Tụi mày vậy là tụi nào nó lớn và rõ từng chữ làm sao ra. Tụi mày vậy là tụi nào đứng chính còn có cơ hội để tao tha. Tụi mày vậy là tụi nào đừng có để làm trò cười như mau ca. Là tức là một cái chắc xin lỗi không là trên đầu cắm dao ha. Tụi mày vậy là tụi nào nó lớn và rõ từng chữ làm sao ra. Tụi mày vậy là tụi nào đứng chính còn có cơ hội để tao tha. Tụi mày vậy là tụi nào đừng có để làm trò cười như mau ca. Là tức là một cái chắc xin lỗi không là trên đầu cắm dao ha. Vì sự tao không có lão mà chỉ kiếm tiền để sống cho qua ngày. Kính trên nhường dưới anh em đều thương nên không dính mát thằng ta đây. Anh em tao không lên tiếng mà chỉ có nói thì đó là rầy. Bị sốc mà không dám ho, thật sự rất rõ tụi tao là cha mày. Không lo đi học ở trường đó nên ra đường bị mắng. Là học ít mà không biết điều, khó quên từng câu lên xoắn. Mà những chó làm thầy cho nên ai chọc là nó chỉ cắn. Mà bởi vậy chỉ biết chạy rong nếu biết làm gì ngoài việc gian nắng mà. Để rít mày ngu còn câu để gần nhau ép vào cho nhiều. Gặp tao ngoài đời là da mày tái nên bú thêm cái để tăng thêm nhiều. Như em xin mỏng nhắc mày gò gái vì câu quần ái có mày gieo nhiều. Hô hào làm nhạc mình đỉnh nhưng có việc không có nó rap thì ít còn rên thì nhiều. Bản thân ăn học thì ít nên mượn từ ngữ để nhắc cho nhiều. Vào năm điều bác Hồ đã dạy chỉ con như mày học được cái điều nào. Trường dạy học sinh chuyên cần nhưng con ra đường bắt chước theo kiều đào. Bệnh tập thì còn giới trẻ chứ mà bệnh lưỡng tính phải dùng cái liều nào. Tụi mày vậy là tụi nào nó lớn và rõ từng chữ làm sao ra. Tụi mày vậy là tụi nào đứng chính còn có cơ hội để tao tha. Tụi mày vậy là tụi nào đừng có để làm trò cười như mau ca. Là tức là một cái chắc xin lỗi không là trên đầu cắm dao ha. Tụi mày vậy là tụi nào nó lớn và rõ từng chữ làm sao ra. Tụi mày vậy là tụi nào đứng chính còn có cơ hội để tao tha. Tụi mày vậy là tụi nào đừng có để làm trò cười như mau ca. Là tức là một cái chắc xin lỗi không là trên đầu cắm dao ha. Yeah. Có vài lời em muốn gửi cho tụi mày ở đây, và tao nghĩ là nó sẽ là một cái bài cuối cùng trong cái cuộc battle của tụi mày, và tao đéo muốn nó sẽ diễn ra nữa. Tụi mày hiểu ý tao chứ? 2014 tôi mới chập chững, mới bắt đầu tay viết lời. Có những từ ngữ đã kích khó nghe nhưng rap in the không tiếc lời. Có người đồng cảm thì nói nó hay, người trượt ngã thì nói nó say. Có người cái beat nó còn đéo thích, còn đám hater thì nói nó cay. What the fuck, ngồi buồn thì tao chill. Đam mê không tính lợi nhuận, thử hỏi PR còn bao nhiêu. Thằng nào rap cũng xưng là đỉnh, cũng vỗ ngực là cao siêu. Hơn thua nhau ở ngồi lẫn nhạc, mày nghĩ cái gì thì tao hiểu. Dân chơi ngại gì mưa rơi, nhưng mà mưa lâu dài thì thấm đất. Mở miệng là respect, nhưng đố kỵ của nó muốn đấm ngất. Nó nói ủng hộ nhạc mình, nhưng mà muốn sự nghiệp mình chấm dứt. Trước mặt nó nói mình đỉnh, còn đằng sau thằng lồn này khấm nhất. Tụi mày phải noi theo gương, vì nơi mày sống có double em vẫn sống ở đó. Tuy tụi tao mỗi người một hướng, nhưng nếu có bão là chống đỡ gió. Tao lấy mồ hôi để nuôi nhiệt huyết, mày nuôi gái và đóng mở đó. Tao chỉ biết PR đất nóng, chứ tao đéo biết có bóng và gió. Cho tao hỏi, mày đang rap hay đang trả bài? Cho tao hỏi, cho tao hỏi. Nghe rap bằng mắt hay nghe bằng tai? Sao tao thấy là một lời mày nói chia ra thành 10? Đúng thần lười cảm thụ âm nhạc, tụi mày đo bằng mắt thì đừng thắc mắc. Sao hôm nay tao chửi? Cho tao hỏi, cho tao hỏi. Mày đang rap hay đang trả bài? Cho tao hỏi, cho tao hỏi. Nghe rap bằng mắt hay nghe bằng tai? Rap là để kết nối anh em mỗi người một câu tạo thành beat chất. Mày kỳ thị đi riêng con đường thì đời mày rủi chứ trong tích tắc.
Double M, OA tụi tao vẫn nhiệt. Âm nhạc tao viết trong đêm không có đèn màu, hay nói cách khác là nó rất thiệt. Những cái đơn giản nó nói cùi bắp bất ngờ tạo nên cái trình bất diệt. Nên anh em tao vẫn như thế, vậy mà đám fam nó nói rất tuyệt. Có thằng anh, có thằng em và ở nơi đó có vài thằng bạn. Bỏ xứ chạy theo đam mê, biết chắc sai xứ là nó gặp nạn. Nhưng nó nói là nó phải đi, là khi phải đi mới biết đường về. Người anh em mà tao rất mến ở trong cung chắc tao không tiện kể. Khụi mày muốn phát triển bắt nóng thì nên bỏ đi cái thói đố kỵ. Mày cũng biết bọn ngu rất đông, chỉ không để ý mới thấy thú vị. Viết demo rồi khoe chất đóng, rồi up story để tăng chú ý. Có phòng thu đéo ráng làm nhạc như học lịch sử muốn tính chu vi. Là không mày nghĩ là mày biết rap, tao rất mong anh em phát triển. Chỉ như vậy thì tao mới biết thằng nào chính diện, thằng nào phản diện. Sống chung thành phố mà muốn hơn thua như chặt thân tre rồi đi xếp khúc. Lời muốn nói thì cũng đã nói, có hiểu hay không cũng phải kết bức.